Thu nhập
Thưa quý vị, vì khi có thu nhập thì chúng ta mới tự tin vào chính, vì khi có thu nhập chúng ta tự tin vào bản thân mình và chúng ta có thể quyết định cuộc sống của mình. Nhìn được chị đen cảm thức em nói là đúng. Tuy nhiên cái câu này nếu không thích không hoàn toàn trần trụi như thế, em hiểu như thế nào về bản chất của nghĩa bóng của tôi này? Tiền quá quyết định đến cuộc sống của cô ấy, thì em nghĩ rằng việc phát ngôn câu nói tiền mà không có tiền mà cặp đối mà anh, thì đó chính là một câu nói để bảo vệ cái quan điểm sống của mình, đó chính là phải nỗ lực kiếm tiền để có thể tự tin bản lĩnh trong cuộc sống của mình. Thì theo em nghĩ đó là nghĩa bóng của câu nói đó. Nhưng có thể là trong số chúng ta đây có thể có rất nhiều quý vị có thể có được những suy nghĩ khác nhau, thì vừa rồi đó chính là quan điểm của em, và có thể là cô có một quan điểm khác và em rất mong chờ được nhận những ý kiến của cô ạ. Thật nhiều tiền thì chưa chắc đó là một gia đình hạnh phúc.